ôm em vậy, lỡ thằng chồng em về thấy rồi sao? Hồi nãy á, anh thấy chồng em á, nó chở khách đi rồi, em đừng có lo nữa nha. Hôm nay á, anh đi đo đất ở mấy cái cầu gần đây nè. Sẵn á, anh qua bên đây, anh đo đất nhà em luôn. Đo đất nhà em hay là anh muốn đo đất của em? Ôi mà, em hiểu rồi. Anh nói nghe nè, lương ông làm tháng ở đây á, là tới 50 triệu lận. Anh á, anh tính á, nếu mà em chịu á, nguyên cái công trình này nè, anh làm xong, lương bao nhiêu á, anh đưa hết cho em luôn. Thôi nhưng mà không được đâu, em á là gái có chồng, với lại anh đừng có nghĩ á là gái dưới quê dễ dãi nha. Em có chồng thì mà có chồng, còn duyên á, còn nợ anh bồng anh bê. Thôi ai ơi đừng lấy công trình, nó xây cái bụng trình ịnh nó bỏ nó đi á. Bỏ đâu anh hứa nha, không có bỏ đi đâu, nợ đây luôn mà. Nhưng mà em nói cho anh nghe, quen á thì quen, nhưng mà em có chồng rồi, chỉ quen lúc này thôi. Chứ mà anh xây xong anh đi chỗ khác là em có quen nữa đâu nha. Thôi anh hứa với em luôn nha. Còn bây giờ nè, anh trả tiền cho em nha, trả em 200. Tiền này á là tiền nãy ôm heo á, còn cái này á nếu mà làm á thì anh đưa hết cho em luôn. Trời ơi mình làm liền đi anh ơi. Em ơi, chồng em vậy, chồng em về kìa. Em không gì nữa, đứng im, chồng em vậy. Anh Tám tới chơi. Anh Tám à, anh mới tới em. À, dạ chào anh Tám kỹ sư. À chào em. Bữa nay không có chuyện hay gì mà tới nhà em chơi vậy? Đâu, anh đâu có rảnh đâu đi chơi. Dạ anh đo đất shop trên này anh sẵn ha, anh vô đo đất cho em luôn. Trời, cái nhà của em như cái ổ chuột kìa, đo đất gì anh Tám, anh giỡn chơi hoài. Giỡn mà em, miếng đất của em á lớn lắm á. Đất gì lớn? Anh qua anh báo cho mày biết vậy thôi nha. Dạ dạ. Rồi chuẩn bị đi, tối nay á anh làm như làm cầu nha. Trời ơi, anh đúng anh làm cầm cầu, anh nói em chi em đâu biết gì đâu. Mày có hiểu gì đâu. Dạ. Không nhận mày nghe mày. Có vợ đẹp kìa. Dạ, cảm ơn anh Tám. Anh đi nha. Dạ anh Tám về cẩn thận nha. Mày nghĩ vậy chưa? Gì? Tao chưa quýnh mày làm ai đó mày gì hả? Mày chạy xe ôm mày được bao nhiêu rồi? Bây giờ mấy giờ? Tao quy định là mày chạy 500 ngàn một ngày, bây giờ chưa tối mà mày về hả? Được 50 rồi. 50 ngàn đủ xã hội chưa? Tiền con, tiền tả, tiền cơm, tiền son phấn, tiền quần áo của tao nữa. Thì không đủ rồi từ từ chạy kiếm cho nó đủ. Ra chạy thêm mày, ai cho mày về? Bây giờ mày lo mày chạy xe đầy đủ, đưa tiền cho tao. Mày chạy được 50 rồi, mệt quá. Tao nói rồi nha, ngày mai mới được về nha, 500 với 500 này là 1 triệu đó, nghe chưa? Cái thằng mập địch này. Ai như anh Tám ơ miêu có một cái 200. Trời ơi sờ xuống đây xíu 5 triệu, đủ 2 tháng tiền nhà. Đọc đi, đọc kia lên. Nhẹ thôi. Tao nghĩ là anh đừng gọi nhẹ gì. Nhẹ ra nơi. Đi đòi tiền nợ. Mày đi đâu đây? Anh đi đo đất. Mày đi đo đất hay là đi đo cái gì? Không, anh đang đi đo đất. Ủa gì? Ông này là ai vậy chị? Nói chồng tao. Chồng chị? Ừ. Trời đất ơi, cái thằng cha này nè, hôm bữa đi kêu em đi mượn tiền gì đó, cái mặt vậy em kêu đi mượn tiền. Trời đất ơi trời. Tao kêu mày mượn không được thì thôi, mày làm gì dữ như vậy? Trời đất ơi, đây đây em mới mượn cho chị á. Em mượn tiền của chị. Dạ đúng rồi. Cho nó. Đúng rồi. Để tiền đâu? Đưa cho con này nè. Đưa cho con này. Trời ơi cái con nhỏ này, bởi em nói chị, con nhỏ này cái nhỏ lăng loàng chắc nết này, chắc nó ngủ tới Tết rồi đấy, tới Tết nó ngủ hết sạch sớm làng luôn á. Mày trả lời tao nghe, con quỷ kế này là ai? Mày lo đổ lên đi tao. Dạ, lên mày. Dạ. Cái gì? Hả? Mày lôi đầu nó lên cho tao. Dạ. Mày không nữa. Sao em? Trời ơi đau mày, nó như vậy thôi mày, nó mày lao vậy. Thì lỡ rồi lên luôn đi. Không mệt rồi lại lôi gì. Mày lượm cái tao cáo coi, tao lên. Nè lên. Nhẹ nhẹ mày. Lượm cái tao cáo mặt coi, nhẹ lên. Nè, bước vô đi. Trời ơi. Đo đất ha. Anh đang đo đất dưới đây mà. Ờ, mày đang đo đất luôn. Đúng rồi. Đo tới đâu rồi? Mới có khu này à. Ra chưa? Sắp rồi. Sắp rồi hả? Ờ, mày về nhà biết là tao. Đó đó, còn con nhỏ này nữa nè. Tao cái quần lên. Nói gì nói. Đó. Bẻ lên.
treo trả treo, cái tật cũng như cái tuổi không bao giờ chừa. Mày làm gì vậy? Tao chui đây tao làm công việc mà. Công chuyện gì? Mày đi đâu đây vậy? Đi đâu kệ tao, tôi hỏi bà đừng có vô duyên, bà vô đây bà làm cái gì? Tao đi công chuyện, tao đi giọng móng cầu rồi mày làm cái gì á? Tao giọng như đầu mày bây giờ á, mày biết thằng này là ai không? Thằng này ai kệ nó, tao không biết. Nó chồng tao á. Đó, thấy chưa? À rồi, em biết rồi chị. Cái con quỷ này nè, nó thấy cái thằng cha này ăn mặc bảnh bao, chắc có tiền rồi nó sáp vô. Trời đất ơi, đồ ham tiền. Em nói em nghe nè. Anh á, uy tín ở đây. Bây giờ em làm lớn chuyện á, mất cái hợp đồng này là hai gia đình chết đói luôn. Mày uy tín nó phục chổi mặt mày bây giờ. Thôi đi, có gì về nhà nói chuyện em. Mày nói nó sai hả? Tiền của nó là tao giữ hết, lương của nó một cắt một đồng tao giữ hết. Ở đâu ra? Tiền mày đưa tao đưa cho nhỏ này hết rồi, tao không nào đâu. Trời đất ơi, mày cũng rảnh quá ha, mày có quen biết gì nó không? Nó lên cậu là mày đi mượn tiền đó mày đưa nó. Thì thấy kỹ sư có tiền thì mới nhờ mượn thì đi mượn, thì tôi mượn cũng mượn bà này thôi. Ê, tính ra là tiền của tao luôn á. Rồi mày mượn, mày đưa cho thằng khốn nạn này. Dạ. Rồi thằng này, nó đưa cho ông quỷ này. Dạ. Ai quỷ này? Tao ký vô đầu mày giờ mày tin không? Nó trả treo lắm, bởi cái tính nó trả treo lắm. Tao nói hai đứa mày khôn hồn thì im đi nha, không hả? Tao lên hả, ban giám đốc công trình tao kiện hai đứa bay đó. Cầu chưa khánh thành mà dám giọng món cầu tao đây hả mày?